bác phải ngắt quãng vì có rất nhiều điện thoại. Em tiếp tục giới thiệu thêm âm ly Victor này mới về. Đây là keo giá măng dính. Còn Victor này 55 này, Săn Sui Alpha 507 này, Soli F55 này, đầu CD Đờ Lông 735, đầu CD Soli XE 900 735 vàng, Kenwood 660 loa cây này, cục đẩy Crown 600, 200 và 800 này. Đấy, âm ly Victor 990, âm ly Onkyo 917R, âm ly Kenwood có giải mã DAC 9010, âm ly khủng 707XDK, con này rất là gấu. Hai cặp loa bu 701CD2 có bát cắm điện. Lô âm ly Đờ Lông 2000-2002 là mã, âm ly Onkyo 927. Đấy, dàn 5 thớt Aiva Palasolic Soli. Đấy, và một loạt Equalizer Victor Pioneer. Đấy, cần và đèn đều có hết. Đây, các bạn nhìn này, Victor C50. Con này rất là đẹp, đây là con quai. Bên những cái dòng này về toàn con đẹp này. Đấy. Các bác có nhu cầu thì lưu số vào. Đây là một lô vang đấy, vang của Yamaha. Âm ly hát, các bác không có âm ly hát đâu, nhưng nghe nhạc cắm này vào thành âm ly hát thôi. Các bác có nhu cầu thì alo cho em theo số máy 098 369 8887. Các bác có thể đăng ký kênh YouTube của Thắng Audio để tham khảo các cái sản phẩm mà em sẽ update. Đợt này giáp Tết rồi, các bác cứ chủ động alo xong qua bên em. Nhiều khi em không update được các sản phẩm mới về đâu. Anh em qua rất là nhiều. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.